Mỹ sẽ nhận 3 triệu thùng dầu thô của Venezuela trong tháng 2 hả? 3 triệu thùng không có đáng bao nhiêu hết á. Nhưng mà nhận của Venezuela đó là cái gọi là giống như là có biến đó mấy em. Anh nghĩ sao về việc Hàn Quốc phải đánh đổi sự tự do, phải theo Mỹ, không được tự quyết các vấn đề quốc tế để đổi lấy kinh tế à, vậy ạ? À, tại vì mày ngu. Tự nhiên mày ngu mày ngồi, mày ngồi mày nhìn Hàn Quốc rồi mày nói, mày nói nó không có tự do. Vậy thôi à, không có nghĩ gì hết trơn hết đó mấy em. Nó trả lời thẳng nhưng mà thuốc đắng giả tật sự thật bất lòng mày ơi. Vậy thì, thì khái niệm mày tự do là gì? thằng Hàn Quốc nó làm gì mà mày nói nó không tự do Ủa tao không biết nó tự do không tự do mày mấy 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 cái fan mấy gì mấy mấy thằng sau hàng gì đó nó qua đây nó nhảy múa không phát một á là kể như xếp hàng mua thấy nóng luôn á rồi bữa hỏng World Cup thằng nào hát nữa cái kỳ World Cup vừa rồi thằng nào hát anh quên nè mấy em một đất nước sinh ra là dân giàu nước mạnh đúng không xã hội công bằng dân chủ và văn minh thằng Hàn Quốc nó có hết nó thiếu yếu tố nào nó dạy cho mấy em nên nhớ một câu nè không nhờ FDI của Hàn Quốc mày không có to còi vậy đâu con làm gì làm cũng phải nhớ Samsung của ai lót xe của ai bao nhiêu đứa con nít nó ra lót xe 7 bảy nó chơi kìa mặt cười hớn hở kìa cái đó của ai vậy phải tự quyết các vấn đề quốc tế chứ ạ à, chứ em thấy hàn quốc phá quá phụ thuộc hoa kỳ cứ như việt nam trả theo phe nào từ trung quốc nga lẫn mỹ ờ à, vậy thì mà chỉ cho tao điểm thằng hàn quốc nó không nó không tự quyết được vấn đề quốc tế tao coi coi vậy tao hỏi mày một câu nha th tổng thư ký liên quốc là người nào ủa mà nó tự chủ quốc đề quốc tế không không ừ, mà trình độ non kém mà nó tối ngày đi chửi mấy con đồng châu Á không mà tao quỳ tao lại tụi mày luôn trong khi người dân Việt Nam đi qua Hàn Quốc lao động thấy mẹ luôn trong đó có hợp pháp và trong đó có bất hợp pháp mới có cấm một cái à, à, Hàn Quốc gì một cái đợt nào mà mới miễn visa à miễn visa du lịch một phát một thôi bùng nổ số luôn bùng nổ số xong cái vụ đó trốn lại mới cái nó nghỉ phát một nó cũng tại nhờ mấy cái mặt của mấy người nói chuyện như em á nó chơi chơi nhỏ thôi hiểu không đừng lôi đầu mấy con rồng châu á ra quốc nó khổ lắm mày ơi bữa nào nó buồn buồn nó không đầu tư một phát một nữa mày đó chết đâu người khác chết trong khi nhà nước đi ngoại giao kiếm tiền kiếm mối kiếm hợp đồng kiếm đơn hàng tụi này nó ngồi nhà nó chọc thù không à khổ quá mấy em ơi tâm tư quá world cup nó đang cay rồi nha bạn mô hình kinh tế Nhật vẫn cao hơn hàng thì phải cái này khó nói là bạn tôi cũng biết luôn bạn ơi thằng Nhật thì nó tồn tại đó giờ Hàn nó mới nổi lên sau này nhưng mà tôi tôi vẫn đi về mà tôi tôi vẫn hướng về Nhật nha tôi vẫn ok Nhật hơn Hàn Quốc không được chỉ huy quân đội của mình đâu anh lính Hoa Kỳ ở Hàn Quốc cả đóng à, rồi toàn nghe phải các Mỹ về các vấn đề ngoại giao mày chỉ ra một điểm đi mà nói cái mỏ không đâu mà đâu có nghe Mỹ cái vấn đề ngoại giao gì mày chỉ cho tao một điểm đi ơi, tao khổ mày quá mà lên mày nói như con vẹt á câu nữa thôi nha mày chúc ăn bơ luôn lính Mỹ đóng quân ở Hàn mà vi phạm luật pháp thì cảnh sát Hàn không có quyền bắt giữ và xử chỉ được báo cáo và giao lại cho chỉ huy Mỹ thôi rồi chỉ rằng sự việc coi rồi giờ nó tóm lại tụi bay muốn sao rồi tụi bay tụi bay cầm hộ chiếu Việt Nam tụi bay muốn là giờ Mỹ nó rút quân khỏi Hàn gì đúng không hay là làm sao nó đại luôn đi chứ tôi thấy tụi bay đâu phải Hàn Quốc đâu tư cách gì đâu bình luận trời Cái gì à? ở Việt Nam thì lo phấn đấu làm ăn lo góp phần tăng GDP cho cả nước là tốt rồi. Mỗi nước có thể chế chính trị riêng, đừng đừng so sánh ở đứng núi này trong núi nọ. Bạn nói đúng, tôi rất đồng ý luôn. Bạn nói đúng, nhưng mà tôi bổ sung thêm. Đã là con người thì có có cái quyền mà đi tìm hiểu kiến thức. Mà đã đi tìm hiểu kiến thức á, thì người ta có quyền Người ta có cái nhận định khách quyền, nhận định chủ quan của họ. Nhưng mà nhận định chủ quan nó phải dựa trên tình và dựa trên lý, chứ không phải dựa trên cái ngu của thời đại. Giờ nước giờ nước nào đó đánh Hàn Quốc mà Hàn Quốc vẫn giữ được độc lập chủ quyền thì có gì là không được? Đó đúng câu này ok à, mỹ không cho hàn quốc toàn quyền điều khiển quân đội quốc gia của mình mà anh thì cái đó là hợp đồng ngân hàng với mỹ mỹ ký cái cọ mẹ gì chuyện đó tao cũng không biết tao cũng không rõ mà tao cũng ke đúng không hai nước ở đồng minh chiến lược thì trên hợp đồng của hai nước ở đồng minh nó làm gì làm tới lượt để trâu cho mỹ kiến không À, gì à? ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken à, Cho biết theo chủ định của Mỹ Tính từ ngày 24 tháng 2 2022 200.000 binh sĩ Nga Đã thiệt mạng Hoặc bị thương ở Ukraine Đông dữ à 20 dạng quân à. 200.000 là 20 dạng quân Chứ không ít đâu Em không hiểu Tại sao Nga Cũng ăn nên làm ra Mà lại đi đánh Ukraine Mà sao anh Di nói Trung Quốc đang Ăn nên làm ra Mà không dám đánh Đài Loan Nói chung á cái chuyện mà nga đánh Ukraine đó nó nằm ngoài sự hiểu biết của anh anh không biết tại sao hết á còn cái chuyện mà trung quốc với đài loan á thì bây giờ trung quốc đang làm ăn được mà trung quốc đang có thế thơm theo anh nghĩ là làm như vậy đánh làm chi từ từ tí, kiếm cách khác theo em biết do Ukraine có ý định gia nhập nato và mỹ muốn đặt căn sự ở Ukraine ừ cái đó là cái đó, cái đó là cái báo nó công bố thôi cái chuyện nó ai không biết nguyễn hoàng cái đó là báo công bố thôi còn cái chuyện thầm kín sâu trong đó đó ai biết được bạn trình nguyễn bổ sung nè kinh tế mỹ bằng 20 lần kinh tế nga theo gdp đầu tư quốc phòng của mỹ gấp 10 lần nga đó là chưa kể chủ uh, chủ lực kinh tế hai nước thì mỹ có lợi thế hơn hẳn dân mỹ gấp đôi dân nga mỹ có hai bờ biển đại dương không đóng băng cái gì quân đội nga quân đội nga đang giành chiến thắng liên tiếp uh, và dần áp đảo quân đội Uka tại tây bắc bắc mút phía kiev đang uh, huy động thêm các sư đoàn từ liman crop để ừ, đúng rồi đúng rồi chính xác em anh anh đọc báo cũng nghe tin là nếu mà nói về chiến trường Mút thì nga đang đang thắng đang thắng mặc dù cái giá hy sinh rất là cao mà, và và Ren nói rằng á lụm được Mút thì để lại mấy ngàn cái hòm nói, chung là Diu Ren tự thủ cũng ghê lắm mà nga tiến công cũng ác đạn lắm nên cái cú cũ này cũng lớn lắm em nên người ta nói là cái cú này đó, là cái như là binh sĩ chết như ngã rạ luôn mà có thể là bắt Mút sẽ, sẽ Nga sẽ lụm được bắt Mút có thể thì tại vì từ đầu trận chiến tới giờ mà Nga quyết tâm mà lụm được thành nào á thì cho dù bằng cái giá nào cũng phải lụm hy sinh cỡ nào cũng phải lụm nó đã đã từng lụm được uh, Mario nè rồi đã từng lụm được cái gì quên rồi nè Severodonetsk nè rồi và bây giờ là tới bắt Mút sao Jiren cho diễn viên hài làm tổng thống như anh tại vì ông dĩ Dương hài đó thắng bầu cử em một đất nước vậy tao mới tạo cơ hội cho nhiều người ơi bởi tôi bay khùng thế mẹ thí dụ như bây giờ một đất nước vậy nó mới tạo điều kiện cho những người tài người ta ngồi người ta phát huy miễn sao đem ra dân người ta bầu thế giới ta chấp nhận ok thôi mấy em mấy, mấy em tối ngày bo cái gì cà khịa nghề nghiệp của người ta hoài thí dụ như giờ tụi em tụi em qua bên uren đó mà tụi em đẻ bên uren đúng lực bầu cử đúng không đúng cái luật mà tụi em được ra tranh cử tổng thống đi thì tụi em cứ nạp hồ sơ để tụi người tổng thống đi hên hên đó em được bầu luôn nhiều cố lên chỉ cần lấy lại phần đất đã mất thì cần 20 năm là xây dựng nước ngon lành thôi nhưng mà nếu mà cái điều em nói thật sự thật ngược lại nó kéo dò của nga 20 năm sau biết nga làm sao luôn á tại vì cuộc chiến này nó là một bên được và một bên mất nếu mà Ukraine được thì Nga sẽ mất nó bây giờ đó, từ 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 cả năm nay nè chìm đắm trong chiến tranh bây giờ nó 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 làm như nó không có đường lui luôn anh nghĩ sao khi giới trẻ việt nam cuồng nga quá mức đó là quyền của người ta ông muốn cuồng ai cuồng cãi sao đó miễn sao bữa cơm mình có có miếng thịt với con cá là được mấy em chứ mà còn cuồng cái nào đó đi chăng nữa mà tới hồi bữa cơm mình nhìn lại uống nước mắm chan cơm còn thêm một cái nữa cuồng ai cũng được đổ tiền về người đó thì nó mới nó nó nó, mới mắc sen còn cuồng thằng a mà đổ tiền nuôi con b nó không nó mắc sen mấy em ví dụ như mấy bạn cuồng trung quốc thì mấy bạn phải xài điện thoại apple chứ còn mấy bạn xài điện thoại iphone nụ kỳ vậy ba rồi mấy, mấy bạn chơi mạng phải chơi mạng tóc tóc bỏ hai mạng kia có phải sở kinh tế giờ ảnh hưởng phần chiến tranh nga ukraine thôi. hồi lúc mới thôi hồi lúc mới chiến tranh nga ukraine thì nó ảnh hưởng đến kinh tế còn giờ ai care đó em không biết không biết bên nga giờ có suy nghĩ lại phải chi hồi đó không đánh Uren thì đâu có ra đông nổi như ngày hôm nay nói chung bên nga thì cũng có nhiều luồng ý kiến lắm chứ không phải là có một luồng ý kiến như em nói đâu đúng không nó có nhiều lắm cũng có nhiều luồng quan điểm là tại sao phải đánh đánh như thế có đáng hay không mà nói thật là thanh niên trốn lính quá trời đi trốn qua mấy nước này nước kia nhiều lắm việc phần lan tranh thủ giờ nato có phải là việc cho họ sợ nga tấn công phần lan và chiếm thêm là không chính xác Phần Lan uh, Phần Lan muốn gia nhập NATO tại vì Phần Lan sợ bị đánh, tại vì giữa Phần Lan với Nga cũng có ân oán tình thù hồi xưa mấy em. Đường cùng mà đánh Ukraine thôi chứ ai muốn chiến tranh cùng cái đầu mà chứ cùng cùng chỗ nào. đó là cái là là, là 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 cách nói để em để em biện hộ thôi chứ anh thấy cùng chỗ nào đâu. Vì à, tổng thống mà tổng thống Putin bảo là Nga ổn, doanh nghiệp trong nước được đà nắm hết thì phần khi nước ngoài ao rồi mày thấy sao à, thì Ukraine nó gia nhập NATO thì Nga có nguy hiểm không anh bây giờ em thấy bây giờ nga ôm đầu đạn hạt nhân thì ai dám quýnh nga chỉ có làm cho kinh tế block kinh tế của nga lại kinh tế nga không phát triển thì đó là ok nhưng mà nói block kinh tế nga cũng đúng nữa tại vì trước chiến tranh đó, rất là nhiều công ty nước ngoài đầu tư ở nga thì không không thể nào nói block kinh tế nga nó tóm lại ở đây là cái gì anh thấy á mà do là vấn đề là tại vì yuren mà giống như là chơi một cú nó hơi bổ mặt tức là thù yuren thôi tức là yuren ngày xưa mày là để, để tao nó mà tại sao bây giờ mày mày lại như vậy cái đó là lý do nó chính thôi chứ còn nói về đánh nga thì chuyện không thể anh thấy thế giới là chả ai điên khùng đi đánh nga hết à, thụy điển và phần lan mâu thuẫn với thổ nhĩ kỳ vụ gì mà không cho vô nato với anh ủng hộ người Kurs. thụy điển phần lan ủng hộ người Kurs. thổ nhĩ kỳ diệt người Kurs. À, hình như người dân Ukraine kéo tượng Lenin đúng không anh? Cái này anh cũng có nghe nói thôi cho anh không biết có không có nữa Yulka là em của Nga mà muốn gia nhập NATO là không được rồi Khác gì gọi người ngoài đánh anh mình N nếu mày coi cái đó là cái đạo lý thì thôi tao chịu tao đâu có nói gì đâu còn anh thì anh vẫn tôn trọng quyền tự do của Ukraine mỗi đất nước đều có quyền tự do nếu không có Mỹ và NATO thì Ukraine bay màu lâu rồi anh ơi thì đúng nếu mà không có Mỹ và NATO thì Ukraine bay màu lâu rồi anh đâu có nói Ukraine anh hùng đâu anh đâu có nói Ukraine là Superman đâu ba mình đồng giá sắt mà kim cương đâu một nước quá bự quýnh nước quá nhỏ nước quá nhỏ thua là chuyện bình thường không gì không không có gì để nói hết đó. nhưng mà vấn đề á họ chiến đấu để bảo vệ cho độc lập của mình họ chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình họ sai chỗ nào thế thôi ngược lại mốt cái nhà của mày bị quýnh đi thì mày chiến đấu để mày bảo vệ cái nhà mày mày đúng còn trường hợp mày bỏ nhà mày mày chạy luôn thì mày nhục nói chuyện nó phải có đạo lý có tình có lý mấy em mà đạo lý của mình nó phải phù hợp với luật pháp quốc tế nữa nó mới được chứ không phải đạo lý của mình là đạo lý của mấy anh vô học à gì vì vì sao mỹ hung hăng thiện chiến vậy mà không đánh liên xô khi liên xô chưa có vũ khí hạt nhân ạ à? khi liên xô chưa có vũ khí hạt nhân thì mỹ cũng chưa có luôn Mỹ có trước Liên Xô có mấy năm chưa nhiều Thì trong mấy năm đó đang ngồi hợp hành bàn giao chia đôi đồ mà Đánh đấm gì tầm này Nó còn cái đời cái vấn đề World qua hai Thì hai bên đứng chung chiến tiến để đập phát xếp Gì xui cho kẻ thù của Nga là NATO toàn là rít kích hả <laughs> Bê ra rút thấy nhoi nhoi mà không dám tham chiến với Nga gì anh Tham chiến với Nga xong bay màu luôn Ba Lan chỉ chờ có thế thôi em đánh nga thì không dám quýnh thiệt nhưng mà cỡ như belarus là lụm có người nói động đất thổ nhĩ kỳ là do mỹ làm anh thấy sao hên hên mấy anh đó là mấy anh nô em mẹ nổi tiếng phát một nói cái lãnh sứ quán mỹ nó, nó gửi đơn tới nhà lúc đó má nhìn không ra luôn chẳng qua cù bắp nói thì không sao thôi chứ cỡ nổi tiếng nói đi lãnh sứ quán mỹ gửi đơn tới nhà luôn nó, tôi vô tình tôi biết được clip của bạn này đang tố cáo đất nước chúng tôi về một cái vụ vụ việc ở thổ nhĩ kỳ nay tôi mời bạn đến địa chỉ này địa chỉ này địa chỉ này để làm rõ phát ngôn nhận định của mình Xong rồi từ đó cuộc đời của bạn không bao giờ được đi Mỹ nữa Sau này đẻ ra đứa con vô tình nó đi học Mỹ Trong cái lễ tốt nghiệp của nó Nó mời ba nó qua để hạnh diện với nó Ba nó đi xin visa Nhớ lại cái vụ ngày hôm nay Bị cấm vĩnh viễn nó Và lý do nó được công bố với bạn bè của nó Thằng nhỏ con bữa tốt nghiệp con bữa tốt nghiệp đại học bên Mỹ nhục nhất nhục nhất đám luôn Cái câu chuyện của anh kể là chuyện cười thôi nhé mấy em Chuyện, chuyện này nó chỉ thành công ở tỷ lệ là khoảng chừng 1 trên 1 tỷ 1 tỷ lần ví dụ con anh Di tốt nghiệp thủ khoa học bên Mỹ mời anh Di qua chơi lên phát biểu ai như cốc tao làm gì đủ trình lên phát biểu mày nhưng mà thôi kệ mẹ nó nếu mà nó nó được vậy tao lên tao chung vui như, tao chung vui với nó bữa tiệc đó thì cũng hạnh diện rồi